Xin chào 500 anh em. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các vị một loại cảm biến áp lực dạng transistor có tên là C33T-PMC131 của hãng Enredhauser. PMC131 được thiết kế nhỏ gọn, tích hợp thêm màn hình hiển thị dùng để đo áp suất tuyệt đối và áp lực chất lỏng, hơi và khí với độ chính xác cao. Cảm biến kiểu điện dung với đầu đo gốm, có khả năng chịu quá tải, có tính ổn định cao, chống ăn mòn và mài mòn, hoạt động tin cậy và ổn định. Áp suất đo gây ra bởi sự căng phồng nhẹ của màng cảm biến. Sự thay đổi này tỷ lệ với áp suất đo và được chuyển đổi thành tín hiệu từ 4 đến 20mA. Dòng sản phẩm này thì rất đa dạng, có thể đo áp suất thấp với giải đo từ 0 đến 100mBar hoặc áp suất cao với giải đo từ 0 đến 40bar. Nhiệt độ mỗi chất đo thì từ -20 đến 100 độ C và nhiệt độ hoạt động trong môi trường từ -20 đến 85 độ C. Đầu ra 4 đến 20mA có 2 giây và nguồn cấp một chiều từ 11 đến 30V. Đầu cảm biến có kích thước là G1/2, có hai loại. Một loại bình thường thì có đầu nhỏ là D16, một loại có lỗ là D11. Rách để đấu nối điện thì có hai loại. Loại hình vuông thì nguồn cấp đấu nối tiếp với chân tín hiệu 1-2 và nối tiếp với tải. Loại hình tròn là M12, nguồn cấp đấu nối tiếp với chân tín hiệu 1-3 và nối tiếp với tải. Màn hình hiển thị PHX20 có thể gắn lên trên cảm biến theo dạng module jack cắm, rất tiện lợi, dùng để hiển thị áp lực ngay tại chỗ. Hiển thị đèn LED màu đỏ 4 chữ số với tín hiệu từ 4 đến 20mA, giải hiển thị từ -1999 đến 9999. Nhiệt độ làm việc thì từ 0 đến 60 độ C với cấp bảo vệ IP65. Trong quá trình lắp đặt thì cần chú ý doang điện cao su giữa jack cắm và màn hình hiển thị và cảm biến. Điện áp rơi trên thiết bị thì nhỏ hơn 5V. Để đề phòng nguy hiểm do sốc điện, điện áp cung cấp phải lớn hơn tổng của điện áp rơi US tại bộ cảm biến và điện áp rơi ở màn hình hiển thị và điện áp tổn hao UA trên dây dẫn hoặc trên tải. Ta dựa vào bảng order code trong manual mình để link bên dưới để chọn sản phẩm phù hợp theo yêu cầu cho từng ứng dụng cụ thể. Với sản phẩm trên tay mình chỉ có mã PMC131 A11F1 A1F. Với PMC131 là tên dòng sản phẩm, A11F1 là loại kết nối với jack, A1S là giải đo từ 0 đến 13, áp lực qua tải là 43, giá bán lẻ là 148 euro. Cảm ơn đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại.